Mời các bạn theo dõi trận thi đấu nội dung đá cầu Ba Nam giữa câu lạc bộ Đội Cấn gặp câu lạc bộ Công viên Nguyên. Bỏ lên được cái bì trước đấy. Năm rưỡi. Ở phía gần này bạn câu lạc bộ Đội Cấn trong trang phục áo màu xanh nhạt. Bắt chuối để gầy rồi mình phải nói thế. Phía xa mảnh của bạn là câu lạc bộ Công viên Nguyên trong trang phục áo màu xanh nhạt cây. Gắng ấy còn nước vùi không? Thank you.
Tán mặt. Mười bốn, mười chín.
em nhá, của em mà Chí Linh bị loại là bè phọ tội to nhất. Cái tội đùa. Chết rồi. Hôm nay sinh nhật đẹp à? Sinh nhật đẹp. Thế thôi thua không sao nhá. Thoải mái. Hôm nay được phép thua.